trước khi mà mình hiến máu cái ngày trước đó đó là mình nên ăn uống healthy thôi, mình ăn uống ít đường, ít mỡ và hạn chế bia rượu lại, và tối đó mình nên ngủ sớm và phải đảm bảo ngủ ít nhất từ 6 đến 8 tiếng trước khi bạn đi hiến máu để cơ thể bạn đủ năng lượng và bạn sẽ không bị xỉu trong quá trình đi hiến máu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trương Trúc Linh. Và trong vấn đề mà bạn sử dụng hóc môn, chắc chắn là bạn sẽ cần đi hiến máu để mà đào thải độc tố cho cơ thể của mình, để mà cân bằng cái lượng máu trong người của mình. Và đặc biệt nó còn mang một ý nghĩa nhân văn nữa, một cái lượng mà bạn cho đi sẽ có rất nhiều người cần đến nó. Vậy thì chúng ta cũng cần phải biết được cái lịch trình đi hiến máu như thế nào, đúng không ạ? Và chứ đầu tiên thì mình sẽ xác định là địa điểm hiến máu ở đâu. Đối với những bạn mà ở Sài Gòn hoặc ở Hà Nội thì đã luôn luôn có trung tâm hiến máu tại thành phố của mình rồi. Ở Sài Gòn thì sẽ là trung tâm 106 Thiên Phước bên Tân Bình. Và còn nếu bạn mà ở tỉnh thì các bạn hãy đi ra trạm y tế phường hoặc là bên công an phường hoặc là bên ủy ban phường, bạn hỏi người ta là tháng này cái lịch hiến máu của bên mình là khi nào và cho em xin cái lịch hiến máu đó để mà em đi. Vì thường thường ở tỉnh thì nó sẽ có cái chỉ số hiến máu hàng tháng là mỗi một tỉnh, mỗi một phường, mỗi một quận đều buộc phải tổ chức một lần đi hiến máu, thì bạn hãy ra những cái nơi đó bạn hỏi người ta và bạn sắp xếp lịch trình phù hợp với mình nhé. Cái điều thứ hai là bạn phải coi coi là bạn đã đủ cái điều kiện để hiến máu hay chưa. Thứ nhất, bạn buộc phải trên 18 tuổi và được tính theo cái chứng minh nhân dân của mình. Cái thứ hai là bạn phải trên 45 kg, trên 45 kg mới đi hiến được nha. Đó là hai cái điều kiện cần. Và điều kiện thứ ba là bạn phải có chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe hoặc là bất kỳ một cái giấy tờ nào để có hình ảnh của bạn và số chứng minh nhân dân của mình, tại vì tất cả của mình sẽ được lưu trữ trên hồ sơ của Bộ Y tế. Rồi, vậy thì đến khi mà chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi thì chúng ta sẽ đi đến nơi hiến và mình sẽ đi đến trung tâm đó, thì bạn sẽ lưu ý cho Linh một vài điều cơ bản sau đây. Đó là điều đầu tiên, trước khi mà mình hiến máu cái ngày trước đó đó là mình nên ăn uống healthy thôi, mình ăn uống ít đường, ít mỡ và hạn chế bia rượu lại. Và tối đó mình nên ngủ sớm và phải đảm bảo ngủ ít nhất từ 6 đến 8 tiếng trước khi bạn đi hiến máu để cơ thể bạn đủ năng lượng và bạn sẽ không bị xỉu trong quá trình đi hiến máu. Khi mình thức dậy thì bạn có thể ăn sáng bình thường và nhớ là nên ăn sáng trước khi đi hiến máu để mà cơ thể bạn nó đủ cái nguồn năng lượng khi mà hiến máu thì nó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Và khi mình đến cơ hiến máu thì mình kêu là cho em hiến máu thôi, thì người ta sẽ cho bạn một cái tờ giấy để tờ giấy điền thông tin lại, thì trên tờ giấy đó bạn sẽ điền những cái thông tin về bản thân của mình và luôn luôn nhớ là ghi giùm Linh là tên thật của mình và ghi giới tính nữ, nhớ nha, luôn luôn ghi là giới tính nữ. Bạn sẽ điền thông tin về nghề nghiệp của mình, về địa chỉ của mình và số điện thoại nữa. Và sau đó thì nó sẽ có một cái bảng checklist để coi là bạn đã từng có vấn đề về bệnh gì chưa. Thì nếu như bạn nào mà chưa từng có vấn đề về bệnh gì cả thì hãy đánh vô dấu không, không hết, không hết. Còn những bạn nào mà có vấn đề bệnh thì bạn nên khai ra để mà người ta còn biết là bạn có đủ cái điều kiện hiến máu hay không. Và quan trọng cái phần cuối cùng trong cái mục đánh dấu có không đó, cái dòng cuối cùng đó là đồng ý nhận thông tin về HIV, thì bạn nên đánh dấu là có, để mà khi mà lỡ trong cơ thể của mình mà xét nghiệm ra có vấn đề về sức khỏe thì người ta sẽ gửi thẳng đến cái địa chỉ mà bạn đã điền lên trên. Nhớ nhé, cái điều này cực kỳ quan trọng cho bạn luôn. Và dặn dò thêm một số thứ đối với các bạn, đó là đầu tiên nếu mà bạn nào có hình xăm thì bạn phải ít nhất là xăm trên 6 tháng rồi thì mới đi hiến máu được. Nhớ nha, ai mà có hình xăm thì phải trên 6 tháng thì mới đi hiến máu được. Bạn nào đang bệnh và uống thuốc xong thì bạn phải uống thuốc qua 7 đến 10 ngày, nghĩa là bạn uống thuốc xong bạn dừng 7 đến 10 ngày rồi bạn mới được đi hiến. Còn nếu mà bạn đang uống thuốc và bạn đi hiến thì sẽ không được, bởi vì trong thuốc nó còn có cái chất kháng sinh này nọ thì cái người nhận họ sẽ không nhận được cái lượng máu của bạn. Và đặc biệt luôn, quan trọng nhất luôn là đối với những anh em nào đang tiêm hóc môn thì bạn phải canh cái lịch trình là vào từ ngày 14 đến ngày 21 sau khi mũi tiêm. Ví dụ như cái ngày tiêm của bạn là ngày 10 tháng 10 và bạn muốn là sau khi mũi tiêm này là bạn đi hiến thì bạn phải canh ngày 10 tháng 10 thì bạn phải cộng thêm 14 ngày, có nghĩa là khoảng ngày 24 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Từ ngày 24 đến ngày 30 là cái ngày mà bạn có thể đi hiến máu được, nó sẽ rơi vào từ ngày 14 đến ngày 21 trước cái mũi tiêm kế tiếp. Tại vì trung bình chúng ta là sẽ tiêm khoảng 21 ngày cho một lần tiêm, thì bạn phải canh nó là từ ngày 14 ngày 21. Nhớ nhé, điều này cực kỳ quan trọng luôn, tại vì
bạn mà đi hiến trước ngày này á thì cái hóc môn của bạn trong người còn rất là cao và cái người nhận họ sẽ không nhận được. Ví dụ như bạn hiến ngày 22 đi thì cái ngày đó là bạn đã tiêm cái mũi kế tiếp rồi thì nó lại rơi vào cái quy trình là trước ngày 14 rồi, cho nên là bạn phải hiến từ ngày 14 đến trước cái ngày tiêm kế tiếp của bạn, nhớ nhé. Và đi hiến máu trong vòng bao lâu là tốt nhất? Đối với cơ thể của chúng ta thì Linh khuyên là bạn nên đi hiến từ 3 đến 4 tháng bạn sẽ đi hiến một lần, và cái lượng máu bạn cần hiến là tùy vào cân nặng của bạn. Ví dụ như với bạn nào mà khoảng trên 45 mà nặng 50 kg thì bạn có thể hiến là 250 thôi, nhưng mà với bạn nào mà có cân nặng khoảng mà 55 đến 60 kg như Linh hiện tại thì hãy hiến là 350 ml. Còn với những bạn nào mà trên 65 kg thì nên hiến là 450 ml để cơ thể chúng ta được tốt hơn. Hay là tất cả những cái quy trình hiến máu mà Linh đã hỗ trợ mọi người. Và còn một điều quan trọng nữa thì sau khi mà bạn hiến máu xong, bạn sẽ nhận được một tờ giấy là tờ giấy xác nhận cái nghĩa cử cao đẹp của bạn, thì bạn hãy lưu trữ cái tờ giấy đó lại để mà sau này khi mà trong quá trình mà chúng ta sinh hoạt và lỡ chúng ta có vấn đề cần về máu thì bạn hãy đem cái tờ giấy đó ra và bạn sẽ là được ưu tiên trong vấn đề nhận lại máu. Bạn sẽ nhận lại được tất cả những cái số máu mình đã hiến để cần cho vấn đề chữa trị bệnh của bạn sau này nếu có. Và người ta cũng sẽ phát cho bạn luôn một cái gói quà giống như một cái gói quà tri ân vậy, và trong đó có một cái vị thuốc, đó là vị thuốc sắt. Sau khi hiến xong là bạn nên uống liền một viên, và cái viên thuốc đó sẽ uống là mỗi ngày một viên vào buổi sáng sau khi ăn. Cái viên đó có tác dụng là sẽ tổng hợp cái lượng máu trong tất cả cái đồ ăn và thức uống của bạn hàng ngày để mà tích tụ cái lượng sắt đó cho cơ thể để tái tạo máu cho mình. Nó rất là tốt và bạn nên uống hết 10 cái viên đó. Đó là nguyên một cái quy trình mà Linh hay đi hiến máu. Và nói thêm một phần nữa thì Linh sẽ hay đặt cái lịch hiến của mình như thế này. Linh sẽ làm là mình sẽ căn ngay cái lịch vừa hiến trong một ngày luôn, là buổi sáng mình sẽ đi khám sức khỏe, sau đó mình sẽ đi hiến máu, sau đó mình sẽ tiêm luôn, là 3 cái trong một. Thì thường thường nó sẽ rơi vào khoảng là từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 4, trung bình là như vậy. Cứ 3 đến 4 tháng thì Linh sẽ làm một cái lần đi khám, đi tiêm và đi hiến như vậy để mà mình tiết kiệm thời gian hơn, và mình cũng gọi là trong một cái ngày để mình làm xong cho tất cả mọi thứ. Và nhớ nha, đây là những cái thông tin và những kiến thức của Linh, thì Linh mong là nó sẽ giúp ích cho bạn trong cái quá trình mà bạn sử dụng hormone. Và hãy nhớ like ngay cái video này, và hãy bấm ngay nút share để mà chia sẻ nó đến với những người bạn mà đang tiêm hormone của bạn, hoặc là để chia sẻ lên trên trang cá nhân của bạn để mà những người bạn của bạn cũng biết thêm cái thông tin này. Và đặc biệt nhớ đăng ký ngay kênh YouTube Trường Trúc Linh Official để cập nhật thêm những cái thông tin mới nhất của Linh về vấn đề sử dụng hormone, về vấn đề chuyển giới và những vấn đề trong cộng đồng LGBT của chúng ta. Trường Trúc Linh xin chào và hẹn gặp lại.